thought they were wonderful. This is amazing. Sweet. The first time I heard it, wouldn't imagine that. Amazing, amazing. Tình Tochimi là nơi mà bạn sẽ có được những trải nghiệm bất ngờ và cảm động chưa từng có. Trải nghiệm Tochimi sẽ là một chuyến du lịch đầy ắp thích thú và hào hứng. Lịch sử, văn hóa cổ truyền và những công nghệ tinh xảo của Tochimi đem đến những bất ngờ thú vị cho chuyến du lịch. Thiên nhiên hùng vĩ của Tochimi sẽ đem lại cho bạn một chuyến du lịch thật ấn tượng. Với cảnh sắc thiên nhiên bốn mùa rực rỡ. Suối nước nóng ở Tochimi đem lại cho bạn sự khỏe khoắn và sảng khoái. Món ăn và mua sắm ở Tochimi là niềm vui tràn đầy suốt chuyến du lịch. Xin chào mừng quý khách đến Tochimi, một nơi chốn thật kỳ thú. Nào, xin mời bạn hãy bắt đầu chuyến du lịch Tochimi. Sau đây, chúng tôi xin hướng dẫn cách đi tới tỉnh Tochimi. Tỉnh Tochimi ở sâu trong đất liền, cách Tokyo khoảng 100 km về phía bắc, rất gần khu vực ngoại ô quanh thủ đô Tokyo với các phương tiện giao thông rất tiện nghi như đường sắt hay đường cao tốc. Ví dụ như, từ sân bay, bạn có thể đáp tàu điện băng qua Tokyo để đến Tochimi một cách dễ dàng. Nếu bạn muốn đến Nikko để thăm các di sản thế giới, hãy sử dụng đường tàu Tobu hay đáp tàu tốc hành đặc biệt thông tuyến nối liền hai đường tàu Tobu và đường tàu JR. Khởi hành từ ga Asakusa hay ga Shinjuku đến Nikko mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Từ nhà ga Tokyo, đáp tàu cao tốc Shinkansen tuyến Tohoku để đến Utsunomiya chỉ mất 49 phút và đến Natsushiobara chỉ mất 1 giờ 9 phút. Rất tiện phải không ạ? Nếu đi xe hơi, hãy đi theo ngã Tohoku hay Kitakanto, bạn sẽ đến được các địa điểm trong tỉnh rất dễ dàng. Từ sân bay quốc tế Narita hay sân bay Haneda cũng có xe buýt đi thẳng tới Tochimi, chỉ khoảng 2 giờ 30 phút. Xin mời quý khách hãy đến thăm Tochimi. Một chuyến du lịch Tochimi cũng thú vị phải không ạ? Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý khách tại Tochimi. Mi na ba to chi i e a to bi ni